Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ đến quý vị và các bạn cách pha ly cà phê sữa ở nhà uống thì sẽ như thế nào nha. Và sẵn dịp này thì cũng có theo một số yêu cầu của các anh chị và các em đã xem cái clip pha cà phê trước của mình thì yêu cầu mình sẽ hướng dẫn pha ly cà phê sữa. Thì ở đây mình có chuẩn bị là 200g cà phê hạt đã xay sẵn như thế này. Thì để pha ly cà phê sữa thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái cách pha nha. Đây là cách pha ở quán nó sẽ bán như thế nào ha, và ở nhà mình uống thì mình sẽ pha như thế nào. Thì để pha cà phê này thì mình sẽ chuẩn bị là cái cốc. Đây, một cái cốc này là để hứng cà phê đấy. Và ra là cái xốc đông. Xốc đông này là để lường nước để pha. Và phin, đây, cái phin cà phê này là pha tối đa là 250g đấy. Ngoài ra thì mình sẽ chuẩn bị cái tô để phin vào đây. Mình sẽ đi trụng ha. Trước khi pha thì mình sẽ trụng cái phin này qua trong nước sôi. Nước phải thật là sôi nha. Thì cái này là cách pha ở nhà. Còn nếu mà ở quán lớn người ta pha là người ta sẽ trụng hết toàn bộ cái này qua một cái nồi lớn luôn, chứ không phải là trụng sơ qua gì thôi nha. Rồi mình trụng xong mình để nắp lại nè, mình rưới đều lên hết cho cái phin của mình nó nóng lên. Đó, nước phải thật là sôi nha. Sau khi trụng xong hết rồi mình sẽ đổ nước này bỏ đi, mình để cho nó ráo ha. Đó, mình lắc như vậy nè để cho nó nóng cái phin mình đều lên hết luôn. Là khi mình pha là cà phê nó sẽ ra được nhiều. Rồi sau khi mình đã sạch rồi thì mình lấy cà phê mình sẽ để vào trong cái phin này. Đó là nãy là mình đã căng sẵn vào đây là 200g cà phê. Thì lúc trước mình bán quán thì mình cũng pha y như vậy nè, là để pha cà phê sữa nha. Và các cái quán lớn thì nó cũng được pha như vậy. Khi mình để vô thì mình lắc như thế này, rồi mình vỗ vỗ xung quanh như thế này ha, là tự động nó sẽ vẽ lại thôi. Đó, và sau đó mình sẽ dùng cái nắp này nè, mình đậy nhẹ lên trên ha, rồi mình lắc nhẹ qua một cái đó là được rồi. Đó, đây các bạn thấy cái kỹ thuật của mình làm không, đơn giản gì thôi ha. Rồi sau đó mình sẽ chuẩn bị cái nước sôi. Đó, mình sẽ dùng cái cốc này nè để mình hứng cái phin cà phê ha. Thì mình để cái nắp lên, sau đó mình để cái phin lên và chuẩn bị nước sôi. Nước sôi cho thật là sôi ha. Mình sẽ dùng cái xốc đông. Thì mình á thì pha hoài à, nên là thường là mình không có sử dụng xốc đông đâu. Mình nhắm chừng thì sẽ đúng 1 lít. Còn các bạn không biết á thì các bạn hãy sử dụng cái xốc đông ha. Nếu có dung lượng nào mà có thể là đông 1 lít thì được. Thì 200g cà phê này thì mình sẽ đông là 180ml ha. Đây mình đông 180ml cho nước thật là sôi luôn ha. Mình sẽ ủ trên và ủ dưới mỗi cái là phân nửa hết. Đó, mình để vào một phân nửa, mình sẽ để xuống phía dưới cái nắp này, rồi mình để cái phin lên. Rồi phần còn lại thì mình sẽ để vào trong cà phê. Đó, trước khi mà mình để vào trong cà phê á thì mình sẽ để như thế này. Mình sẽ gót vào ngay chính giữa phin luôn, không có góp vào xung quanh gì hết nha, ngay chính giữa trọng tâm của cái tay cầm lên cầm xuống đó, góp trực tiếp thẳng một cái một, rồi sau đó nhấn xuống một cái, rồi để nắp lại nha. Rồi các bạn lấy một cái nắp gì đó kính cũng được, đậy lên phía trên, các bạn đếm trong vòng là 30 giây thì mình sẽ dỡ lên, mình lấy ra ha. Xong là công đoạn ủ trên và ủ dưới của mình nha. Đó, sau khi mình xong rồi đó mình dỡ lên nha. Rồi các bạn hứng lên trên cái phin, cái kệ được như thế nào. Rồi phần nước còn lại của mình đó thì để lên trong phin luôn, nhưng mà phải nhấn nhẹ một cái nha. Rồi mình để vô đó, rồi các bạn để nắp lại. Rồi mình chuẩn bị phần nước sôi. Nước sôi của mình là lúc nào cũng ở trên bếp nha, không được tắt nha. Rồi mình sẽ đông tiếp. 200g này mình sẽ pha lượng nước là 280ml đặng pha phin nha. Rồi mình kéo xích qua mình cho các bạn nhìn rõ là mình sẽ lường nha, là 280ml.
Đây các bạn nhìn thấy không? Nó có lượng nước của mình pha là 280. Rồi sau 280 này mình sẽ để vào trong cái phin ha. Rồi dở nắp lên. Đó, sau đó mình nhấn nhẹ xuống một cái, nhẹ thôi đừng nhấn mạnh nha. Rồi mình gót vào ngay chính giữa trọng tâm luôn. Rồi gót trên giữa trọng tâm, không có gót dưới vòng vòng đều cái phin gì hết nha, giữa trọng tâm nha. À, các bạn nên lưu ý vấn đề này, các bạn gót vòng 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 á, là cái phin nó bị nghẹt đó. Rồi sau đó mình đậy nắp lại. Rồi khi mà mình pha cái phin này, cứ cách một giây sẽ có một giọt cà phê nó rơi xuống, là các bạn pha đúng kỹ thuật ở đó. Và khi các bạn á, kiểm tra xem sau cái thời gian mà mình thu về 200 g cà phê này, các bạn thu về cho mình tối thiểu là 280 và tối đa là 320 ml, là các bạn pha đã đạt chuẩn rồi đó, chuẩn cho ly cà phê ngon. Ở quán bán là nó cũng y chang như vậy nha, tất cả các quán lớn đều bán như vậy, nhưng mà có các quán cốc lề đường thì họ sẽ pha nhạt hơn nha. Đó, mình cho các bạn xem hiện tại là mình pha là gần như 300 ml rồi đó. Nó gần 300 rồi đấy. Nó được ở khoảng là 270, 280 rồi đó, là xem như nó cũng đã sắp đạt rồi. Nhưng mà nó còn nhiễu xuống ít thôi, thì mình lát mình pha xong rồi thì tầm cỡ khoảng là 300 á. Thì với ml này là mình pha đạt chuẩn rồi nè. Thì lúc trước mình cũng có bán quán thì mình cũng pha y như vậy nha, nên là một khoảng thời gian mình đã nghỉ bán rồi, nên là mình chia sẻ lại cho các bạn, cho 10 người thấy là cách pha của mình bán như thế nào. Và đây là cái cách pha này thì mình cũng từng đi học qua thì cũng được pha y như vậy ha. Thì mình hướng dẫn lại cho các bạn, thì mỗi lần mà cái cách pha của từng loại thì nó sẽ khác nhau nha. Bây giờ mình sẽ kiểm tra chơi nào đó, các bạn thấy không, nó đã hết rồi đó. Hết rồi thì mình đã thu về ở đây là 300 ml, là mình đã pha đạt rồi đó. Mình dở lên rồi mình hướng xuống phía dưới bằng cái nắp như này, rồi mình để qua một cái đựng khác, đặng mình lường, đặng mình pha tiếp phần nước dảo nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi pha ly cà phê sữa nha. Để pha ly cà phê sữa thì mình có chuẩn bị như thế này. Nhất là cái ly, đây là cái ly để pha ly cà phê sữa và cà phê đá. Thứ hai là sữa, mình sử dụng loại sữa đất ti ha. Ở nhà có sữa này thì mình pha sữa này và nước đá. Và cái sấp đông, sấp đông này là 30, 60, sấp đông này á, là hoặc là cái sấp đông bằng muỗng như thế này là 50 ml, 50. Rồi cái sấp đông này á, 30, 45. Rồi và cái bình lắc và cái cây để sục cà phê. Cái sấp đông đó là 30, 45. Rồi bây giờ mình sẽ pha bằng cái cốc này, thì mình lường là 50 ml, 50 ml cà phê đã vô ha, cà phê mới pha xong rất là nóng luôn. Ở trong cánh giữa này nè, nó có cái dấu lần đó, đó là 50 ml đó. Rất thật, ở mấy bên trong nó có những dấu lần đó, nó có đánh dấu sẵn là bao nhiêu ml hết. Rồi mình lường vừa đủ cái mức đó thì thôi nha. Do cái này nó có còn nóng nè, nên là mình pha gan lát nó cũng hơi loãng nha. Nó do mình thường là mình pha cái này là mình pha xong mình để cho nó nguội hẳn lên, rồi mình để vào trong thùng nước đá đó, cho nó hơi đặc đặc sệt lại thì mình pha mới ngon nha. Cái này mới pha xong nó rất là nóng luôn á. Rồi mình để vào trong cái bình này. Rồi sữa thì mình sẽ khui ra. Mình dùng một cái dao chuyên để khui sữa đó. Đó mình khui cái nắp lên cho nó ra hai cái lỗ trên cái nắp sữa, đặng mình gót sữa vào trong cái sấp đông mũ này nè. Cái sấp đông này là 50 ml thì mình sẽ lường là 40 ha, 40 ml sữa cho một ly cà phê sữa của mình nha. Thì mình sẽ pha, mình đã lường cho đó là 40 ml. Rồi nước đá thì mình
sử dụng đây là nước đá, này là nước đá để tủ lạnh ở nhà. À, còn nếu mà ra quán bán á, thì người ta sử dụng là nước đá xay nhuyễn hoặc là nước đá bi thì nó sẽ ngon hơn nhiều nha. Nên là một số bạn yêu cầu mình á, là pha hướng dẫn cái cách pha, nên là mình chỉ sẽ hướng dẫn đơn giản gì thôi nha. Thì pha ly cà phê sữa nó có rất là nhiều cách pha, pha kiểu tầng, pha kiểu lớp, pha rất là nhiều kiểu rất là đẹp. Đây là cách, một trong những cách là đơn giản nhất mà mình hướng dẫn cho các bạn đây. Thì hôm khác có khi nào gọi á, thì mình sẽ hướng dẫn cái cách, những cái cách pha cà phê khác nó sẽ đẹp mắt hơn nữa ha. Rồi mình gót vào trong cái ly thì các bạn á, đổ thẳng trực tiếp vào trong cái giữa ly nha, mà đổ một cách dứt khoát nha, đừng, thứ nhất là đừng có vung, thứ hai nữa đừng cho nó dính thành miệng ly nha. Rồi sau mình lắc nhẹ lên, đặng mình lấy cái ly lên mà không để cho cái lượng sữa này nó dính vào trong cái ly ha, thì nó đẹp hơn. Đây là cái cách mà người ta bán quán ở ngoài, còn ở nhà của mình thì không có cầu kỳ gì đâu, các bạn đổ sao cảm thấy mình vừa uống là được rồi ha. Đó thì mình hướng dẫn cách này là các bạn có thể là bán quán cốc lề đường như được rồi đó. Rồi cà phê này thì mình dùng cái sục nè, đó mình sục lên cho bọt lên, càng nhiều thì nó ly cà phê của mình sẽ càng ngon hơn, và khi uống nó cảm thấy là bắt mắt hơn, hấp dẫn hơn ha. Đó sau đó thì mình lấy nước đá mình sẽ để vào trong cái ly đó, do nước đá mình đập và nãy giờ á, cái nó hơi hơi bị đông là dính lại, nên là nó cũng khó khó xúc ha. Rồi mình để vào trong cái ly ha, mình lấy ống hút thêm á, mình sẽ lấy cái muỗng mình sẽ để vào trong cái ly. Đúng ra là cái muỗng ống hút á, mình là mình để sữa vào rồi mình để ống hút và để muỗng vô ban đầu á, thì nó đúng hơn nha. Nhưng hồi nãy mình sơ ý á, cái mình để cái gì thì cũng được không sao đó, nên là các bạn mở quán thì các bạn cũng lưu ý vấn đề này ha. Rồi mình đổ phải làm phải nhanh ha, để không thôi là nó sẽ bị tan đá. Sau đó cái cà phê mình sục lại thêm một cái nữa ha, đặng cho nó bọt nó lên thêm, rồi sau đó mình sẽ để vào, mình rót vào ha. Đây là một cái cách pha cà phê sữa cực kỳ đơn giản luôn. Các bạn đổ như thế này nè, cho cái lớp bọt ở trên thì mình sẽ ra được ly cà phê sữa 3 tầng, đó là một tầng sữa, một tầng cà phê và một tầng là bọt cà phê ở phía trên đó. Mình đã làm hoàn thành xong cái ly cà phê sữa rồi đó. Cà phê đó, do nó rất là nóng nên làm khi mà mình đổ vô cái nó loang màu liền, do mình khuấy và xong nó nóng. Nên là ở nhà mà mình bán các bạn, mình pha xong rồi mình để nguội nha, mình để vào ngăn mát tủ lạnh hoặc mình để vào trong cái thùng nước đá của mình á, để cho nó lạnh vào lại rồi nó sẽ hơi kẹo vào lại, các bạn pha nó sẽ không loang màu đâu, nó giữ màu đẹp lắm. Bây giờ mình quậy lên, sau đó mình sẽ dùng thử cái ly cà phê này, nó rất là ngon. Thì các bạn nên là pha như vậy cho ở nhà mình uống cảm giác là nó bắt mắt hơn á, nó đẹp hơn ha, giống như là ngoài quán bán vậy. Các bạn hãy thử làm đi. Thật sự là mình thì cũng không có giấu nghề, nên là mình biết sao thì mình chia sẻ cho các bạn y vậy thôi. Nên là các bạn đừng dùng dao mát chém mình ở trên đây nha. Nếu các bạn mà thấy mình chia sẻ thật tâm thật tình thì các bạn thích thì các bạn hãy like, comment, chia sẻ cho mình ha, để mình có một cái động lực ra các loại thức uống khác ngon hơn cho các bạn, chẳng hạn như những cái ly cà phê sữa sau này nè. Đó mình sẽ trang trí, mình sẽ pha những cái cách khác mà đẹp hơn các bạn nha. Ngon quá, ly cà phê này uống rất ngon, rất là thơm luôn á, rất là ngon, rất là tuyệt vời luôn. Thì các bạn hãy thử làm đi, Tết này nè mình làm cho gia đình mình ở nhà uống ha, hoặc là hàng ngày á, nếu có ai mà ở nhà thường uống cà phê thì mình mua ở nhà về mình pha cho nhà mình uống cũng rất là ngon. Nếu các bạn không có cây sục cà phê á, thì mình pha bình thường thôi, và không có sốt đông thì các bạn lấy cái ly mà uống rượu của mình á, là mình pha mỗi một lần, nếu cà phê sữa á, thì cái ly uống rượu á, là các bạn pha một ly rưỡi ha, một ly rưỡi cà phê, một ly rưỡi cà phê sữa đó. Và
khoảng 2 phần 3 cà phê, 2 phần 3 sữa trong cái ly rượu á, các bạn để vào là đã ok rồi, nó cũng y vậy thôi. Nó không có khác gì hết ha. Nếu các bạn không có ml để đong lường giống mình thì các bạn nên làm vậy thì cũng ra được ly cà phê sữa cho mình, có ở nhà rất là ngon. Đó, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái clip sau nha. Các bạn nhớ là hãy ủng hộ cho mình thì like, comment và chia sẻ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.